Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh. Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Quyển Thứ Nhất, tái bản năm Giáp Thìn 1964. Lời tựa: cuối hạ nguyên này, nhân loại phần nhiều dụng hết tinh thần xu hướng vào lối văn minh vật chất. Món ăn sẵn đủ sơn chân hải vị, chỗ ở lại nguy nga đài cát, y phục tiện dùng gấm nhiễu che thân, thậm chí ra một tấc đường vẫn có ngựa xe đỡ gót. Cái lạc thú hiện thời trên cõi tạm này làm cho con người mê mẩn, rồi đua chen nhau tranh giành phúc lộc, lăng xăng xạo sự trên chốn võ đài, mạnh đặng yếu thua khôn còn dại mất. Phần đông bực thông minh lại đem cả trí khôn làm món binh khí hại người, kẻ tước trọng thêm dùng hết thế quyền ép dân đen ra bạc trắng, quanh năm cứ lo cho xác thân hưởng điều khoái lạc, vợ ấm con no được ngày nào vui ngày nấy, cho kiếp chết là kiếp mất, gọi thiên đường địa ngục là câu chuyện quan đàn. Bậu bạn lỗi câu tính nghĩa, vợ chồng quên đạo tàu khương, mãn dụ chữ kim thời mà phong dời tục đổi. Than ôi, lượm sống văn minh tràn dập tới đâu thì nền luân lý ngửa nghiêng tới đó. Nếu đạo trời không sớm mở lần ba, nền phong hóa mối can thường sau này phải vì đó mà hư hoại. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế vì đức háo sanh, không nỡ ngồi xem nhân sanh xa vào nơi tội lỗi, nên dụng quyền diệu tiên thiên giáng cơ giáo đạo. Hơn một năm trường tỏ vẻ biết bao nhiêu lời châu tiếng ngọc, e dụng văn từ cao xa người thường không rõ lý, rồi ra dạy cũng như không, nên đấng chí tôn tiện dùng quốc âm cho dễ hiểu. Chư đạo hữu nhập môn trong thời kỳ ngưng cơ bút này, không đặng hữu hạnh mà nghe đến lời vàng tiếng ngọc của Đức Đại Từ Bi. Nay hội thánh nhân công trích lục những thánh ngôn nào giáng cơ dạy đạo, rồi in làm hai bổn để truyền bá ra cho mọi người thông hiểu. Thiết tưởng trong đạo hữu dầu xưa dầu mới, ai có đạo tâm mà tiếp được thánh ngôn này lại không hết dạ hoan nghênh. Vệ sinh đạo hữu, chư thiện nam tín nữ khi thỉnh được thánh ngôn rồi khá hết lòng trân trọng, vì là vật vô giá bổ, lại là lời châu ngọc của Phật trời. Cơn nhàn rảnh nên lưu tâm đọc đến, trước là rõ thông mối đạo nhiệm màu, sau để trao dồi đức hạnh cùng bố hóa cho gia thân mình. Nhà nào có thánh ngôn tức là nhà đó treo được một ngọn đèn thiêng liêng tỏ rạng, khá biết cho. Tòa Thánh Tây Ninh, 21 tháng 10 năm Đinh Mão, Hội Thánh Cẩn Từ.